Đối thoại với Thượng Đế, tập 1, chương 3. Thật sự, con có hàng trăm câu hỏi, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cứ việc lập một bảng những câu hỏi ngay bây giờ trong lòng mình đi. Vâng, nhiều câu hỏi có vẻ quá tầm thường, xin ngài đừng cười. Hãy ngưng phê phán mình đi con, cứ ghi ra đi. Vâng ạ, đây là những câu hỏi mới nảy ra trong đầu con. 1. Khi nào đời con sẽ lên hương? Cần phải làm gì cho các đầu mối ăn khớp với nhau? Rồi có bao giờ con phải hết đấu tranh hay không? 2. Khi nào con có đủ kinh nghiệm để có thể có được những cuộc giao tiếp thuận lợi? Có cách nào để được hạnh phúc trong những giao tiếp không? Có phải những cuộc giao tiếp thường gây ra thách thức không? 3. Hình như con không bao giờ thu đủ tiền bạc trong cuộc đời. Có phải số phận con cứ phải chách bóp từng xu cho đến hết đời sao? Có cái gì ngăn chặn khả năng con thành tựu trong vấn đề này? 4. Tại sao con không được làm chuyện con muốn làm mà vẫn kiếm được đủ sống? 5. Làm sao giải quyết được những vấn đề sức khỏe của con? Con đã bị nhiều thứ rồi, lại còn bị thêm về sức khỏe, làm sao con chịu nổi? 6. Bài học về nghề nghiệp bảo con là phải học ở đây ra sao? Con cần phải nắm vững những gì? 7. Có luân hồi không? Con đã sống bao nhiêu kiếp rồi? Trong những kiếp này đã qua, con là gì? Nợ tiền kiếp có phải là một thực tế không? 8. Đôi lúc con cảm thấy có khả năng linh thị. Khả năng linh thị này có thực hay không? Con thực có khả năng đó không? Những người tự xưng có khả năng linh thị có móc nối với ác quỷ không? 9. Vừa làm điều thiện, vừa làm lành bệnh để kiếm được nhiều tiền có đúng hay không? Hay hai chuyện này không thể đi đôi với nhau được? 10. Tình dục có được ok không ạ? Kỳ lạ, phía sau kinh nghiệm này là gì? Có phải tình dục chỉ để sinh ra con đẻ cái như một số tôn giáo thường nói? Có phải muốn thánh thiện hay giác ngộ phải chối bỏ hay chuyển hóa năng lực dục tính? Tình dục không có tình yêu có được không? Chỉ có cảm giác thể xác có được không? 11. Tại sao ngài làm cho tình dục như một kinh nghiệm khoái tỉ như vậy, sung sướng như vậy, hạnh phúc như vậy, nhưng chúng con cứ phải tránh xa nó càng nhiều càng tốt? Có gì không ổn trong chuyện này? 12. Có đời sống nơi các hành tinh khác không? Có bao giờ họ tới thăm trái đất không? Hiện nay chúng con có bị quan sát không? Có một đời sống ngoài trái đất không ạ? Có thượng đế của đời sống đó không? Ngài có phải là thượng đế của tất cả vũ trụ không? 13. Những hành tinh khác có xâm chiếm địa cầu không? Có bao giờ thượng đế hiện ra cho con người của trái đất thấy được như đã hứa không? Có gì sẽ xảy ra như nhập thể lần thứ hai không ạ? Liệu có sự tận diệt thế giới không ạ? Có một tôn giáo chân thật không? Nếu có thì tôn giáo nào? Đây là một số câu hỏi của con. Có nhiều câu khác nữa giống như ngớ ngẩn. Xin ngài cố gắng giải thích cho con. Tốt rồi. Đừng xin lỗi về những câu hỏi này, vì nó đã có biết bao nhiêu lâu rồi. Nếu các câu hỏi đó quá ngớ ngẩn, sẽ không được đặt ra hoài hoài đâu con. Nay ta trả lời từng câu hỏi một. Ta đã đặt ra những luật trong vũ trụ để cho các con có thể sáng tạo đúng như các con đã chọn lựa. Không thể nào vi phạm những luật này, cũng không thể phớt lờ chúng. Ngay bây giờ, các con đang theo các luật đó. Ngay cả lúc đang đọc những văn bản này, các con không thể không theo luật, bởi vì chúng là đường lối hoạt động của vạn vật. Các con không thể bước né sang một bên. Các con không thể tạo tác ngoài chúng. Mỗi giây phút trong cuộc đời, các con đã hoạt động trong vạn vật và tất cả những kinh nghiệm các con đã sáng tạo ra như vậy. Các con đồng hội đồng thuyền với Thượng Đế và chúng ta có cùng một thỏa ước vĩnh cửu. Lời hứa của ta với các con là mãi mãi trao cho các con cái mà các con cần. Cầu là hiểu tiến trình của sự cầu sẽ được đáp ứng. Ta đã giải thích tiến trình này cho các con rồi. Ta sẽ nói thêm để cho các con hiểu rõ.
các con là một hiện hữu gồm có ba phần: thân thể, tâm và tinh thần. Các con cũng có thể gọi là cái thể vật chất, thể vô thể chất và cái siêu hình. Đó là ba ngôi một thể linh thiêng và còn nhiều tên khác nữa. Các con là gì? Ta chính là cái đó. Ta hiện hiện là ba trong một. Một số nhà thần học đã gọi đó là cha, con và thánh thần. Những triết gia thì gọi đó là cái ID, cái ego và cái super ego. Khoa học thì gọi nó là năng lực, vật chất và phản vật chất. Những thi sĩ thì gọi là trí, tâm và hồn. Các tư tưởng thời đại gọi là thể xác, tâm và trí tuệ. Thời gian của các con được chia ra thành quá khứ, hiện tại và tương lai. Có thể đó cũng là tiềm thức, ý thức và siêu ý thức. Không gian cũng vậy, được chia thành chỗ này, chỗ kia và khoảng giữa. Khi cần định nghĩa hay mô tả khoảng giữa này, quả thật là khó. Khó nắm bắt. Khi các con bắt đầu định nghĩa hoặc mô tả không gian, thì không gian trở thành đây hay kia. Tuy vậy, ta biết khoảng giữa có hiện hữu. Đó là cái khoảng nó đặt đây và kia vào vị trí giống hệt như cái hiện tại, vĩnh cửu, trước và sau vào vị trí. Ba diện của các con thực ra gồm ba năng lực. Có thể gọi là tư tưởng, lời nói và hành động. Cả ba hợp lại tạo ra kết quả. Kết quả này được gọi là cảm xúc hay kinh nghiệm của linh hồn. Khi đã biết một số cảm xúc, gọi là ký ức. Khi gặp những kỷ niệm, các con cố gắng sắp xếp lại. Từ đó các con sẽ nhớ lại các con thực sự là ai. Tiến trình sáng tạo bắt đầu những tư tưởng, một ý niệm, một khái niệm, một hình tượng. Tất cả những gì các con thấy đã từng là một ý niệm của ai đó. Không có gì hiện hữu nơi thế giới của các con mà chưa từng hiện hữu trước hết dưới dạng tư tưởng. Điều này cũng đúng với vũ trụ. Tư tưởng là tầng thứ nhất của sáng tạo. Tiếp theo là lời. Bất cứ các con nói gì cũng là phát biểu tư tưởng. Nó có tính cách sáng tạo và gửi năng lực sáng tạo vào vũ trụ. Lời nói có tính cách năng động hơn, có tính sáng tạo hơn tư tưởng vì nằm ở chỗ một tầng rung động khác. Lời nói có thể sửa đổi, tác động nhiều hơn. Lời nói là tầng thứ nhì của sáng tạo. Tiếp tới là hành động. Hành động có tác dụng chuyển động những lời nói và tư tưởng thành hiện thực. Tư tưởng gồm những ý niệm hợp thành, ý niệm do những năng lực tụ lại. Năng lực là do những nguyên tố của Thượng Đế tạo ra. Hành động được coi như Thượng Đế đang sáng tạo hay kinh nghiệm. Tư tưởng của các con là các con không đủ tốt, không đủ kỳ diệu, không đủ chân thiện để là một phần của Thượng Đế. Các con đã phủ nhận hay quên mất các con là ai trên con đường đồng hành với Thượng Đế. Điều này không phải trùng hợp và ngẫu nhiên. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Các con không thể đòi hỏi sáng tạo kinh nghiệm các con là ai nếu các con không đã là ai. Các con cần phải quên đi sự liên hệ với ta thì mới kinh nghiệm đầy đủ bằng cách nào để tạo ra nó. Bằng cách kêu gọi nó. Bởi vì ước ao lớn nhất của các con cũng như mong muốn lớn nhất của ta là chính các con kinh nghiệm một phần của ta. Như vậy, các con đang trong tiến trình kinh nghiệm bản thân mình bằng cách tạo ra mình trong mỗi lúc, mỗi thời gian qua ta. Các con có thấy sự đồng hành này không? Có nhận thức được những liên quan này không? Đây là một hợp tác thiêng liêng, một thông công thiêng liêng giữa ta và các con. Đời sống sẽ không lên hương khi các con nói các con chưa chọn như thế. Các con đã chần chừ, lưỡng lự, mất nhiều cơ hội làm cho đời mình lên hương. Bây giờ các con phải tin và sống vào lời hứa của Thượng Đế. Các con là con của Thượng Đế, một phần của Thượng Đế và ngang hàng với Thượng Đế. À, đây là chỗ các con bị mắc kẹt.
Các con có thể chấp nhận làm con của Thượng Đế, nhưng lại chùn bước khi được kêu ngang hàng với Thượng Đế. Thật quá sức tưởng tượng, ngạc nhiên và kỳ diệu quá chăng? Bởi lẽ, nếu các con ngang hàng với Thượng Đế có nghĩa là ta không dọn sẵn cho các con điều gì cả. Tất cả mọi sự việc đều do chính các con tự tạo ra. Ta nói với các con điều này. Tất cả những gì các con nhìn thấy nơi thế giới này là hậu quả của ý niệm các con về chúng. Các con có muốn cho đời mình thực sự lên hương chăng? Nếu muốn, hãy thay đổi ý niệm của các con về cuộc đời, về bản thân của các con. Hãy dùng tư tưởng, hãy nói, hãy hành động như Thượng Đế là các con. Dĩ nhiên, điều này sẽ tách rời các con ra khỏi đa số quần chúng, vì họ sẽ cho rằng các con điên khùng và nhạo báng các con. Có thể họ sẽ hành hạ và đóng đinh các con vào thập giá. Sở dĩ họ hành động như vậy vì lo sợ và ganh ghét chân lý của các con. Chân lý của các con khi được sống đơn giản sẽ cống hiến nhiều điều hay đẹp, nhiều tiện nghi, nhiều an bình, nhiều vui thú, nhiều tình yêu bản thân và tha nhân hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Khi chấp nhận chân lý này, coi như chấm dứt sợ hãi, thù hận, chiến tranh, đàn áp, bóc lột. Vậy thì hãy sẵn sàng hỡi những linh hồn nhân ái, chuẩn bị tinh thần vì các con sẽ bị nhạo báng, chửi rủa, hành hạ khi chấp nhận chân lý của ta, hoàn thành bản ngã của mình. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì các con sẽ không còn vương vấn gì về thế gian này nữa. Thế giới hiện tại không đủ thỏa mãn cho các con. Các con sẽ tìm đến một thế giới mới. Thật sự cũng chẳng cần. Hãy tạo ra nó. Xin Ngài chỉ cho con biết phải làm thế nào. Trước hết, hãy tìm tới tư tưởng cao nhất về các con. Hãy tưởng tượng ra con người mà các con sẽ là. Hãy tưởng tượng ra những điều các con đang suy nghĩ, sẽ làm, sẽ nói, sẽ hành động với người khác. Các con có thấy sự khác biệt giữa điều này với điều các con đang nghĩ, đang nói, đang làm hiện nay không? Có, con thấy khác biệt rất xa. Tốt, đúng là như vậy. Vì hiện nay các con không sống trong nhãn quan cao nhất về bản thân các con. Sau khi nhìn thấy sự khác biệt giữa các con hiện nay và mẫu mà các con muốn trở thành, hãy bắt đầu thay đổi có ý thức những tư tưởng, lời nói, hành động thích ứng với cái nhãn quan cao nhất về các con. Điều này đòi hỏi những cố gắng vượt bậc về phương diện thể chất cũng như tinh thần. Cũng cần phải kiểm điểm liên tục những tư tưởng, lời nói, hành động của mình. Từ đó đưa đến sự nhận thức liên tục trong mỗi lựa chọn. Khi hành động chọn lựa có ý thức như vậy, các con sẽ nhận thấy hơn nửa đời người các con đã sống trong vô ý thức. Tức là sống vô ý thức trong việc chọn lựa dựa trên tư tưởng nào, lời nói gì, hành động ra sao để tạo ra kinh nghiệm hậu quả. Ta kêu gọi các con hãy chấm dứt lối sống vô ý thức đó. Đây cũng là yêu cầu linh hồn của các con từ khởi thủy đến nay. Lối kiểm điểm hành động này làm cho con người kiệt sức. Có thể như vậy, nhưng cần phải làm cho đến khi nó trở thành bản tính tự nhiên thứ hai. Xin lỗi Ngài, nếu cứ suy diễn những điều con nghĩ, nói và làm hoài có đưa đến buồn tẻ không? Không, không bao giờ. Khác nhau thì có, nhưng buồn tẻ thì không. Chúa Giê-xu xưa kia có buồn tẻ không? Phật xưa kia có buồn chán không? Người ta kéo nhau hàng đàn cầu xin trước mặt Đức Phật. Có thể kỳ lạ, nhưng không vị chân sư nào cảm thấy buồn tẻ, nhàm chán bao giờ. Vậy thì, các con có muốn cho đời của mình được lên hương không? Hãy bắt đầu tức khắc, tưởng tượng ra cuộc đời mình muốn sẽ là như vậy, và hãy chuyển mình vào đó. Hãy kiểm soát mọi tư tưởng, lời nói, hành động.
Nếu thấy điều gì không phù hợp, hãy loại bỏ ngay. Khi các con có những tư tưởng, lời nói hay hành động nào không phù hợp với ý niệm cao cả, các con cần phải sửa chữa ngay. Điều này con đã từng nghe qua nhưng có vẻ không êm tai. Chẳng hạn như con rất đau yếu nhưng lại phủ nhận điều đó. Con đang nghèo xác xơ nhưng cứ giấu chuyện này đi. Khi con đang rối loạn tơi bời lại cứ phải tỉnh bơ. Các con nghèo rách túi ư? Thì các con nghèo đâu, chứ có cần gì phải giấu giếm. Không cần tạo ra bi kịch vì chuyện đó. Vấn đề chính là tư tưởng các con về chuyện này. Nghèo là một tội thật đáng ghê gớm. Con không giỏi giang và thật tồi nên mới như thế. Tư tưởng của các con nghèo rách túi, túi con trống rỗng không có một xu ten nào. Tư tưởng này trở thành mệnh lệnh cho các con phải nghèo. Rồi hành động của các con là than thân trách phận, thất vọng, suy nghĩ vẩn vơ như dù có cố gắng thì làm gì đi chăng nữa cũng chẳng biến đổi được vì số trời đã định. Điều trước tiên các con phải hiểu về vũ trụ là không có điều gì tốt hay xấu hết. Vậy hãy chấm dứt những phê phán đó đi. Điều thứ hai cần thiết là tất cả các điều kiện đều nhất thời. Vũ trụ luôn biến đổi, thay đổi theo hướng nào, tùy thuộc vào tư tưởng và hành động của các con. Xin lỗi Ngài, xin cho con ngắt lời Ngài ở đây. Đối với những người đau ốm, có niềm tin, tư tưởng tích cực, hành động quả quyết, nhưng lại chết sau 6 tuần lễ thì sao? Làm sao giải thích được hiện tượng này? Tốt, đặt câu hỏi thật hóc búa. Tốt lắm. Hẳn có niềm tin dời non lấp biển nhưng lại mất sau 6 tuần. Có thể vào phút chót, linh hồn nghĩ rằng đủ rồi, bây giờ mình sẵn sàng để đi tới một cuộc phiêu lưu khác. Thật sự, linh hồn này có quyết định sớm hơn nhiều, nhưng không nói cho các con biết mà thôi. Các con đã tạo ra một xã hội, trong đó con người muốn chết là không đúng. Thật ra, có nhiều hoàn cảnh chết còn hơn sống con ạ. Có một số bệnh nhân thường nói dối người thân rằng con không sao đâu, con cảm thấy bình thường. Nhưng khi người thân vừa ra đi, linh hồn cũng lìa khỏi thân xác người bệnh. Đối với bác sĩ, bệnh nhân chết là một thất bại. Với bạn bè hay người thân, chết là một tai họa. Chỉ có đối với linh hồn, chết là giải thoát, được phóng thích. Một món quà to lớn nhất có thể đem tới cho một bệnh nhân hấp hối là để cho họ chết trong an bình. Đừng kêu gọi bệnh nhân tiếp tục chịu đau đớn và bám víu vào sự sống. Cũng có bệnh nhân mong rằng họ sẽ sống, cầu nguyện để được sống. Nhưng khi linh hồn đổi ý, quyết định, thân thể chẳng có thể làm gì để thay đổi được. Suốt cả cuộc đời các con cứ nghĩ rằng thân thể và tinh thần quan trọng. Chỉ khi chết, các con mới biết phần nào quan trọng và các con thật sự là ai. Nhiều lúc, thân thể và tâm không nghe theo lời của linh hồn. Điều khó khăn nhất cho con người là nghe theo tiếng gọi của linh hồn. Chỉ có một ít người làm được điều này. Thông thường, khi linh hồn quyết định rời bỏ thân xác, thân và tâm không muốn chấm dứt sự hiện hữu nên chống lại linh hồn. Lúc này, tùy theo linh hồn muốn giả từ cuộc sống đến mức nào, nếu chẳng có gì gấp gáp, linh hồn có thể nói: "Ừ, các con đã thắng. Ta sẽ nán ở lại thêm chút nữa." Nhưng nếu linh hồn thấy rằng nếu ở ráng thêm không có lợi cho chương trình tiến hóa, linh hồn sẽ ra đi và không có gì có thể ngăn cản được. Linh hồn cũng biết rất rõ, từ giã thân xác chẳng phải chuyện gì bi thảm, chỉ có thân buồn rầu mà thôi. Mục đích của linh hồn là tiến hóa, nên nhìn cái chết hoàn toàn khác hẳn.
linh hồn cũng nhìn đời sống khác hẳn với thân xác và tâm. Hầu hết những thất bại, lo lắng của con người đều là do không nghe theo lời của linh hồn. Làm sao con có thể nghe được tiếng linh hồn? Nếu linh hồn điều khiển, phải cho chúng con biết những thông điệp phải làm chứ. Điều trước tiên các con có thể làm là biết rõ mục đích của linh hồn và đừng phê phán điều gì. Con có thể phê phán những linh hồn của mình chăng? Luôn luôn. Như ta đã nói, các con phê phán về chuyện muốn chết. Hơn thế nữa, các con cũng phê phán về chuyện muốn sống, muốn cười, muốn khóc, muốn thua, muốn thắng, đặc biệt cả về kinh nghiệm vui thú và tình yêu. Con có làm vậy sao? Chuyện đầu tiên là hãy ngừng phê phán bản thân mình. Hãy tìm hiểu và đi theo mục đích của linh hồn. Linh hồn tìm gì? Linh hồn tìm tình cảm cao nhất về tình yêu mà các con có thể tưởng tượng được. Đó là mong muốn và mục đích của linh hồn. Linh hồn chỉ đi tìm tình cảm, chứ không đi tìm kiến thức. Vì kiến thức đã biết rồi qua khái niệm. Còn cảm xúc, cảm tình chỉ có thể biết qua kinh nghiệm. Như vậy, linh hồn có thể tự biết mình qua kinh nghiệm của chính mình. Cảm xúc cao cả nhất là kinh nghiệm nhập một với tất cả sự hiện hữu. Chính sự trở về chân lý là khát khao của linh hồn. Đó cũng là cảm xúc tình yêu tuyệt đối. Tình yêu tuyệt đối được ví như màu trắng tuyệt đối do các màu khác hiện hữu hòa chung lại. Cũng thế, tình yêu tuyệt đối gồm tất cả các cảm xúc như thương yêu, thù hận, giận dữ, tình dục, ganh ghét, thèm khát, cộng lại. Như vậy, muốn kinh nghiệm tình yêu tuyệt đối, linh hồn phải kinh nghiệm tất cả những cảm xúc của con người. Mục đích của linh hồn con người là kinh nghiệm mọi việc về nó, để nó có thể là tất cả. Làm sao có thể lên nếu chưa bao giờ xuống? Làm sao có thể là trái nếu chưa từng là phải? Làm sao có thể ấm nếu chưa biết lạnh? Làm sao có thể biết thiện nếu chối bỏ ác? Như vậy, linh hồn không thể chọn cái gì nếu chẳng có gì để chọn lựa. Công tác của linh hồn là đưa chúng ta tới cái chọn lựa cao cả nhất, chọn lựa cái tốt nhất để biết các con là ai và không buộc tội cái chúng ta không chọn lựa. Đây là công tác to lớn đòi hỏi thực hiện trong nhiều kiếp sống. Thông thường các con có thể phê phán, gọi là sai, là xấu những gì các con không chọn lựa. Đáng lẽ ra cần phải chúc lành cho nó. Tệ hơn nữa, các con thường tìm cách tấn công, hủy hoại những gì mình không ưa, không thích, những tư tưởng, tôn giáo không phù hợp với mình. Làm như vậy, các con chỉ đang tạo ra phân nửa của vũ trụ mà thôi. Đối thoại với Thượng Đế, chương 3, phần tiếp theo. Tất cả những điều này thật sâu xa. Xin cảm ơn người. Từ trước đến nay chưa có ai nói với con những điều đơn giản như vậy. Tuy nhiên, có một vài điểm con chưa thông suốt. Có phải ngài bảo rằng chúng con phải yêu cả cái sai để có thể biết cái đúng? Có phải ngài bảo rằng chúng con phải ôm lấy ác quỷ không? Có thể nào các con chữa cho nó lành được không? Dĩ nhiên ác quỷ không có thật, nhưng ta trả lời theo ngôn ngữ của các con. Chữa lành là chấp nhận tất cả rồi chọn lựa cái tốt nhất. Con có hiểu không? Các con không thể chọn là Thượng Đế nếu chẳng có gì khác để chọn lựa trong đó. Ồ, ai đã nói gì chọn để là Thượng Đế nhỉ? Cảm xúc cao cả nhất là tình yêu, có phải không? Vâng, con nghĩ là như vậy. Các con có thể diễn tả bằng cách nào khác đúng hơn không? Không, con thua. Linh hồn các con tìm cảm xúc cao cả nhất. Nó tìm để kinh nghiệm, để là tình yêu tuyệt đối. Hơn thế nữa,
linh hồn ước ao điều đó trong kinh nghiệm của chính nó. Đương nhiên, các con tìm cách để là Thượng Đế. Các con tưởng các con tìm gì khác chăng? Con không biết, con không chắc. Thật ra, chưa bao giờ con dám nghĩ đến điều đó vì nó có vẻ như mơ hồ, nhạo báng và phạm thượng quá đi. Thật là thú vị. Các con tìm cách giống như ác quỷ thì không nhạo báng, nhưng khi tìm cách giống như Thượng Đế thì lại là phạm thượng. Ấy, xin dừng một chút. Ai tìm cách giống như ác quỷ đâu nào? Các con chứ còn ai vào đây nữa? Tất cả các con nghĩ rằng các con đã sinh ra trong tội lỗi, bẩm sinh đã có tội rồi, giống như tính ác quỷ có sẵn trong con người các con. Nhưng khi ta nói các con sinh ra từ Thượng Đế, nam và nữ trong tình yêu thương tuyệt đối, các con lại không nghe. Suốt cả cuộc đời các con đã nghĩ rằng các con là xấu. Ngay cả đến những thứ các con cần dùng cũng gọi là xấu, như tình yêu, tiền bạc, vui vẻ, quyền lực và bất cứ thứ gì có nhiều cũng là xấu. Một số người còn cho rằng khiêu vũ, âm nhạc và ca tụng đời sống cũng là xấu. Sau này, có khi các con nghĩ rằng mỉm cười, yêu thương cũng là xấu. Sau khi cho rằng phần lớn những điều các con mong muốn là xấu, các con quyết định phải làm gì để trở nên tốt hơn. Điều này cũng tốt thôi, cũng tìm đến chân thiện mỹ. Nhưng có một lối đi ngắn hơn, nhanh hơn, đó là chấp nhận các con là ai và là gì ngay hiện tại đây và chứng minh điều đó. Đó là điều Chúa Giê-xu đã làm. Đó là đạo của Phật, con đường của Krishna, lối đi của những vị sư đã từng xuất hiện trên trái đất này. Tất cả các vị sư đều có một thông điệp giống nhau. Ta là gì? Các con là cái đó. Ta có thể làm gì? Các con làm được cái đó. Nhưng các con không chịu nghe. Thay vào đó, các con đã chọn con đường khó khăn gấp bội và nghĩ rằng mình là hiện thân của sự ác. Các con cho rằng đi theo con đường của Chúa Giê-xu là khó, tuân theo những giáo pháp của Phật là khó, dương cao ngọn đuốc của Krishna là khó, trở thành một vị sư là khó. Nhưng ta bảo thật điều này, chối bỏ các con là ai còn khó gấp bội hơn là chấp nhận. Các con là chân, thiện, mỹ. Các con thật sự là tha thứ, an bình, ánh sáng, sức mạnh, khoan dung, kiên nhẫn, can đảm, giúp những người thiếu thốn, an ủi những ai đau buồn, chữa lành những ai bị tổn thương, thầy giáo chỉ đường cho những người bối rối. Các con là minh triết cao siêu nhất, là chân lý cao cả nhất, là an bình nhất và tình yêu to lớn nhất. Đôi khi trong cuộc đời, các con tự biết mình là những thứ đó. Vậy thì, mãi mãi, hãy chọn ngay bây giờ để biết các con là những điều tốt lành đó. Hết chương 3. Mời các bạn lắng nghe chương 4 ở video tiếp theo.